Chắc là ngày hôm nay khi xuất hiện ở buổi họp báo ra mắt dự án điện ảnh Chị 13 thì cái hình ảnh của Nhi nó lại giống như cái tạo hình của Chị 13 trên poster hơn là khác cái trang. Vì sao lại có cái tạo hình cũng như là cái cách chọn lựa hình ảnh của Nhi? Thật ra là cái tạo hình này của Nhi là cái tạo hình nó giống với lại cái nhân vật Hồng Phất Nữ ở trong phiên bản YouTube, và đây cũng là cái tạo hình mà sẽ là ở trong phiên bản điện ảnh Chị 13. Bởi vì cái tạo hình này là chị Trang làm cho Nhi, cả màu tóc, cả cái cách make up tông như thế nào cũng là tất cả mọi người ekip bàn lại với nhau, cũng như là chị Trang là ngày hôm nay là đã xuất hiện với cái mái tóc ngắn, là hai chị em dắt nhau đi làm tóc, thì chị Trang là quyết định là thay đổi sau cái phiên bản YouTube, thì phiên bản điện ảnh thì chị Trang bắt đầu thay đổi cái hình tượng của chị 13 để cho mới mẻ hơn. Thì song song đó thì tất cả mọi người ai cũng thay đổi một chút, thì vẫn là nhân vật đó, nhưng mà khi mà cái phiên bản YouTube mọi người đã quen với hình ảnh đó rồi, nhưng mà khi lên điện ảnh thì sẽ nó khác hơn để cho mọi người có cảm thấy nó mới mẻ hơn. Thì như chị đã nói thì cũng là cái câu chuyện đó, cũng là những người nhân vật đó xuất hiện lại trong cái dự án lần này. Vậy thì cái bóng quá lớn của Thập Tam Muội khi mà đem lên điện ảnh đó, thì chị có nghĩ là khán giả một là kỳ vọng quá nhiều, hai là sẽ không có gì để mà hấp dẫn được khán giả hay không? Tại vì làm lại một cái dự án đã thành công rồi nó rất là khó. Thật ra đây phải gọi là không phải là mình làm lại một cái dự án quá thành công, nhưng mà đây là một cái bước chuyển của chị Thu Trang. Bởi vì khi mà bản YouTube là một cái bản thử nghiệm so với công ty của chị, bởi vì công ty của chị Trang là sản xuất phim luôn, thì nó giống như là một cái cuộc thử nghiệm cũng như là lần đầu tiên chị làm. Nhưng mà sau khi đã có kinh nghiệm qua cái bộ phim đó rồi thì bây giờ cái chị muốn sân chơi lớn hơn, đó chính là điện ảnh. Mặc dù là diễn viên cũng như vậy, mấy anh chị như vậy, nhưng mà cũng có một vài anh chị diễn viên mới được mời, nhưng mà chắc chắn là cái nội dung nó sẽ rất là bất ngờ, không thể nào tiết lộ được. Tại vì bị dặn là không có được tiết lộ cái gì ngày hôm nay hết trơn đó, cho nên không có dám tiết lộ gì hết. Chị tiết lộ là không có, mọi người không có ai bị áp lực hết. Bởi vì phiên bản YouTube và cái thành phần khán giả khi mà xem ở YouTube và khi mà xem ở điện ảnh thì có thể là sẽ có thay đổi, và sẽ nhiều khi có những người họ cũng sẽ lần đầu tiên biết đến chị 13 luôn. Nhưng mà cái đó là cái mà chị Trang mong muốn. Thì thấy được cái hình ảnh của Diệu Nhi trước đây thì vẫn gắn liền với những vai diễn hài, tương tự, vui vui. Thì ở cái Thập Tam Muội, thì ở web drama Thập Tam Muội thì đã thấy có một cái sự chuyển biến dù không quá là rõ rệt nhưng mà vẫn là... Thật ra từ trước tới giờ khán giả lúc nào cũng nói là nhìn thấy Diệu Nhi là một cái sự vui vẻ, rồi diễn những cái vai diễn gây tiếng cười tưng tửng rồi này kia, và khi đóng Thập Tam Muội thì sao, ủa sao thấy diễn khác quá vậy này kia. Nhưng mà thật ra thì tùy cái vai diễn mà đòi hỏi mình phải diễn như thế nào để cho hợp với cái nhân vật và cái hoàn cảnh của phim, chứ không phải là cái nhân vật đó là Nhi phải muốn không diễn hài nữa hay là cái gì, mình muốn không được. Cái quan trọng là nhà sản xuất muốn, đạo diễn muốn, và cái quan trọng là cái nhân vật đó nó phải đi chung với tất cả mọi người ở trong phim, chứ mình không có được diễn theo cái kiểu ý của mình để mà mình lọt ra tất cả mọi người. Nhưng mà Nhi cũng rất là vui khi mà sau cái bộ phim Thập Tam Muội chiếu trên YouTube thì mọi người cũng nhìn nhận được cái sự cố gắng của Nhi, khi mà Nhi đã cố gắng diễn hài, nó thay đổi một chút và có vô tâm lý một chút xíu. Và có những cái cảnh có rất là nhiều đồng nghiệp đã nói với Nhi là thật sự khi mà coi cái cảnh Nhi với chị Trang với bé Thư thì diễn cái cảnh đó mọi người cũng đã có một cái chút rung động ở trong tim. Khi mà Nhi nghe nói vậy là Nhi là cảm thấy vui rồi, ít ra thì cái cảm xúc mình truyền tải đó thì cũng đi đến tim của khán giả. Thì Nhi có lo sợ rằng khi mà mình được yêu mến bởi vì mình là một diễn viên hài và mình rất vui, rất duyên dáng, thì khi mà mình thay đổi cái cách diễn của mình trở nên nghiêm túc bất ngờ như vậy, có sợ là khán giả sẽ không À, thật ra thì Nhi không có sợ là sau khi mình thay đổi cách diễn hay này kia khán giả sẽ không còn thích nữa. Bởi vì Nhi quan niệm là một khi khán giả đã thương mà đã thích mình rồi, là thích mình ở cái cách sống nữa và thích ở cái cách diễn. Và khi mà mình có những cái bước chuyển hay là mình có những cái dạng vai khác, chắc chắn khán giả sẽ càng tò mò hơn và càng thích thú hơn. Chứ nói về chán chắc không đâu, nghĩ vậy. Vậy thì đối với riêng cá nhân của mình, chị có nghĩ là mình sẽ có cho ra mắt một cái web drama của mình như những đồng nghiệp hiện giờ đang cố gắng làm? Thật ra thì rất là thích luôn, rất là thích, thấy mọi người làm là thích lắm. Chỉ có bản thân mình làm thì mình mới làm được những cái gì mình muốn thôi, chứ còn mình đi quay phim cho mọi người, mình đi quay này kia, nhiều khi có những cái mình cũng chưa có hài lòng về bản thân của mình lắm, nhưng mà chưa có tiền, chứ có tiền là cũng làm rồi, vậy thôi, đơn giản. Thì có nhiều đánh giá là nhiều gì cũng hơn rất là nhiều người khi mà làm cái live show quá là thành công.
thì chị có nghĩ là sau cái live show đó thì mình sẽ bắt đầu mình tổ chức những cái dự án lớn hơn, đi cột mát tên Diệu Nhi mà nó còn vượt qua được cái thành công đó của mình? Như chưa bao giờ phải đưa lên mình cái cột mốc là mình phải sắp tới mình phải làm một cái gì đó nó bùng nổ hơn cái mình làm rồi. Chưa bao giờ Như có cái suy nghĩ đó, mà Như cũng chưa bao giờ suy nghĩ là có những người đó đang làm vậy phải không, mình phải làm hơn họ vậy, mình phải lượt view mình khủng hơn này kia. Chưa bao giờ Như có cái suy nghĩ đó hết. Tất cả các anh em đồng nghiệp ai làm cái gì Như cũng coi, Như cũng ủng hộ hết trơn hết trọi á. Nhưng mà cái chuyện quan trọng là Như chưa có tiền nên chưa có làm. Và khi mà Nhi đã có đầy đủ cơ hội rồi và Nhi làm cho cái thỏa cái đam mê của mình trước. Chứ còn những cái lượt view hay là có ăn được quảng cáo hay không, có được mọi người đánh giá cao hay không, cái chuyện nó không quan trọng, bằng cái chuyện mà Nhi làm thỏa cái thích của mình.